kênh mày sẽ dừng quang di xin kính chào toàn thể quý vị anh chị em bà con bạc đã quay trở lại với kênh mày sẽ dừng nha rồi ngày hôm nay quang di lên kênh giới thiệu cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình đấy, nhiều lắm ngày hôm nay em về một lô nha một cái lô dòng sản phẩm nồi chiên không dầu cực kỳ là xịn sò và cao cấp luôn quý vị ơi đấy nhanh tay mà chốt đơn hàng về dùng cho sướng cuộc đời này về nướng ngon gà mà ăn cho phê đời quý vị ơi đây một cái mẫu nồi chiên không dầu hàng cực kỳ là ngon luôn nha đây mẫu này là mẫu 12 lít này mẫu 12 lít cho em này đấy với cái dung tích của lớn cực kỳ là lớn luôn đây là hàng này là hàng công nghệ của nhật nhá hàng công nghệ của nhật cho em rất chi là xịn sò luôn quý vị nhá đấy hàng cực kỳ là cao cấp luôn đấy hàng cực kỳ là ngon đấy nồi chiên không dầu đấy 12 lít cho em nhé cho to bừ luôn có hai nút chỉnh đấy nút chỉnh như nào chỉnh thời gian và chỉnh nhiệt độ cho em nhá hàng cực kỳ là xịn sò và cao cấp luôn với một cái thân hình rất là vàm vỡ một con gà chiên thỏa mái cho em này đây thấy chưa một cái hộp rất là cái lớn một con gà chiên thỏa mái cho em luôn đấy với là cái công suất của nó là ba nghìn nhá công suất cực kỳ là cao luôn ba nghìn một nghìn ba trăm năm mươi quý vị ơi đấy, công suất của nó là một nghìn ba trăm năm mươi này đấy mười hai lít nhá quý vị nhìn thấy chưa một nghìn ba trăm năm mươi cho em này rất chi là ngon luôn đấy cao cấp quá chất lượng Đấy, một cái dòng sản phẩm bao cho các quý vị bà con của bạc mình xài nhá ngày hôm nay trên kênh em thanh lý cho toàn thể quý vị anh chị em bà con bạc mình với giá cực kỳ rẻ luôn chỉ có 650.000 năm mươi 650, nhá sáu trăm một cái dòng sản phẩm như này đấy quá ok rồi cho toàn thể quý vị nhá nhanh tay lên đơn chỗ hàng quý vị ơi rồi tiếp đến là cái dòng sản phẩm nữa đây là một cái dòng uh, <laughs> cái bồ nồi cái bồ nồi của son đất của nhật nhá à, của của đất trang Đấy, cái bồ son đất của đất này bồ bồ nồi của đất cực kỳ là ok luôn Đấy, với sáu cái cái gồm có 6 chi tiết nhé sáu món nha em một cái nồi 5 lít này 4 lít này hai cái hai cái một cái 3 lít hai cái 2 lít cho em này đấy và một cái chảo cho em một cái chảo như này đấy và ngày hôm nay em lại tiếp tục để một cái giá cực kỳ hợp lý cho toàn thể quý bà con về mua về, về xài sử dụng luôn là với giá 750.000 750 000 với một cái bộ sản phẩm hàng cao cấp như này. Đây quý vị nhìn thấy chưa? Từ cái nắp vung này, kính này, kính này là kính chiều nhiệt, kính chiều lực cao này. Đấy, dài ra để cực kỳ là dài luôn. Đấy, bếp từ, bếp điện, bếp ga, bếp gì cũng nấu được với cái dòng chất lượng này nhá. Bếp từ, bếp ga, bếp điện, bếp gì cũng nấu được nhá. Cực kỳ là ngon luôn. Với giá chỉ có 750 000 cho em. Đây là hai cái dòng sản phẩm mà nói chung là quý vị bà con của bác mình sử dụng nói chung là đảm bảo chất lượng rất chi là thích luôn đấy nhá. rồi tiếp đến là cái dòng sản phẩm nữa đây là cái dòng à, cái máy xay công nghiệp đây là cái máy xay công nghiệp xay cả thế giới luôn đấy đấy xay gì cũng được nhá xay gì cũng được đấy xay trái cây này xay đá này làm sinh tố này cực kỳ ngon với một cái motor cực kỳ là lớn nhá một cái motor cực kỳ là lớn cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình này nhá công suất của nó là năm nghìn cho em hay công suất năm nghìn nói chung là nó chạy bao nó chạy cực kỳ là khỏe luôn quý vị nhá xay được tất cả đấy đá mà nó còn xay ra thì cũng gì cái cây thì nó xay không ra nữa với giá chỉ có 600.000 thôi 600.000 một cái cho em ok chưa Đây, tiếp đến là em lên cái màu massage đấy mấy ngày hôm nay quý bà con có trời trời, cho nên cái màu massage này em đi số lượng cực kỳ là nhiều luôn hay dành cho tất cả các quý ông quý bà này quý anh quý chị của em là nào mà hay thường xuyên bị đau mỏi nhà xương khớp ấy thì đây đây là cái màu uh, massage massage này là massage căn bướm cái miếng dáng căn bướm nhá à, mình về chỉ lắp vào cái này mình kết điền lên à, mình kết điền là mình ấy à, nhá còn đây mình ở dựa này thì mình à, tăng cái kiểu ấy, cái kiểu rồng kiểu kiểu cất cho nó đấy thật là ngon 30.000 một cái nhé 30.000 một miếng như này rồi còn đây là hai dòng ba cái dòng sản phẩm massage mà massage này massage pin nhá sống đâm lưng massage pin cho em đấy, massage pin cho em này cực kỳ là ngon đây là cái màu sản phẩm 4 à, đầu đấm đấy bốn đầu đấm cho em nhá nhưng mà cái sản phẩm này nó bằng cơ cái sản phẩm này nó bằng cơ nhá nó, nó là điều chỉnh đấy ý là đây cái nút bấm của nó là bằng cơ cho em nhé này nút bấm bằng cơ này như này là nó đấm cho em này cực kỳ ngon nha và mình muốn tăng lên này nhá đấy tăng lên 6 mức cho em này cực kỳ là ok luôn bao khỏe bao ngon luôn nhá với giá chỉ có là 220 000 ngày 220 000 cho em còn cái hai cái mẫu sản phẩm này này đây là cái mẫu này là mẫu sản phẩm bằng cảm ứng cho em này và mẫu cảm ứng này thì nó cực kỳ nhiều chế độ quý vị nhé cực kỳ nhiều chế độ cho em này Đấy, chế độ của nó là tầng 32 chế độ cho em hay mình cặp biến thì mình phải cho vào đây Đấy, thấy chưa Đấy, nó lên này tầng 32 chế độ cơ nó khỏe nó nó đấm nó đấm cực kỳ là ghê này. chắc tăng lên hết thì không ai chịu nổi đâu nó đấm đấm bùng vợ cả xương đấy đấy 30 rồi đấy rất kỳ là ok này nha tăng giảm thoải mái cho em và muốn tắt thì bấm rồi bấm giữ nó trên 10 giây cho em này đấy, với một cái dòng sản phẩm này thì thanh lý với giá 260 nhá 260 bốn chất bốn đầu đấm này và 32 chế độ cho em ok chưa còn cái anh này là 8 chế độ này đấy, bạn này là 8 chế độ cho em đây là cái màu 8 chế độ cực kỳ là ngon này nhá Màu này là cực kỳ là ok con TT cho em này. 8 chế độ. Đấy, 8 đầu đấm nhá. Rồi, và các quý vị nhá, nhiều nhiều anh ấy, mua về ấy, chưa biết cách sử dụng ấy thì bảo là máy không hoạt động là như này. Đây là cái nút cò của nó này, nút công tắc nguồn của nó nhá. À, mình nhấn giữ nhá, nhấn giữ cho nó là trên 5 giây, à, trên 10 giây cho em là nó hoạt động này. Có nhiều anh cứ bấm 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 như này nó cũng bảo là nó không chạy. Đấy, lúc nào nó chạy rồi đây là chế độ chuyển chế độ này khỏe hơn này nhá rồng mạnh hơn này bao khỏe luôn cực kỳ là ngon và đẹp luôn nhá với cái dòng sản phẩm này thì em đang cùng thanh lý với giá 260.000 sáu mươi thôi đấy, những cái dòng sản phẩm phải nói bao chất lượng cho quý anh chị em bà con bạc mình xài còn đây nữa đây là cái màu sản phẩm mà uh, gối massage đấy là cái màu gối, gối massage nhá mình có thể găm điền trực tiếp cho em đấy găm điền trực tiếp cái màu này thì đây có cái chuôi nếu như ô tô thì đây là cái gối mình ra vào uh, xe ô tô nha còn đây là điện 220 thì mình uh, dắt vào cái chuôi của nó thì mình bấm nút nguồn ở đây thì nó sẽ chạy cho em đấy xài cực kỳ là sướng nhá. với cái màu sản phẩm này là 180.000 thôi ấy 180.000 với một cái gối massage cổ cho em massage cổ massage đùi massage gì thì mặc massage tùy rồi rất chi là ngon nha rồi bây giờ em sẽ lên một số màu là cà lê túc vịt cho em này đấy màu cà lê túc vịt cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình với cái màu này thì bữa giờ thì em đi uh, khá là nhiều này với cái màu sản phẩm cơ một cái tô vít tăng giảm hàng nhật kem này tô vít tăng giảm hàng nhật hàng kabushi nhá rất chi là ngon luôn ấy với một cái cây sản phẩm này thì em đang bán 30 000 này 30 000 với là cái cái này là 4 in nhá 4 in là 30 000 cho em còn anh nào muốn 6 in này sẽ đây là cái màu này là 6 in này nó lớn hơn nhá nó cái 6 in thì nó cái cái cái, cái tô vít ấy, là nó to hơn và cái tay cầm nó cũng to hơn hàng có thương tì hiểu nha hàng có thương yêu cho em này. Rất biệt là xin xò luôn, 40.000đ 40, 40 000 một cái này. Đấy, rất đặc là vip chưa? còn đây là keo dán dạng dày cho em này. Đây là cái màu keo dán dạng dày. 15 25 000 một típ nhá, 25 000 một típ. Đấy, dày mà rách đây là da rách gì đấy. Thì nói chung là nó về vật liệu da hay nhựa gì đấy thì mình dán cực kỳ là ngon luôn. Đấy, 25 000 một típ nha Còn đây là cái cái để đánh giày. cái này là để đánh giày cho em nhá ấy mình à, cho nước ra thì mình đánh đánh như này là nó sẽ tẩy răng bằng những cái vết ố này vết dơ vết bẩn ấy là cực kỳ là ngon luôn với giá chỉ có 15.000 một lò nhé 15.000 một lò thôi rồi tiếp đến là đây là cái sản phẩm à, đây là cái dòng sản phẩm này là cực kỳ là ok này nhé à, cái vòi xịt tăng áp cho em này đây là cái một vòi xịt tăng áp bao bao khỏe này bao khỏe nhé nó như là nó tạo cái áp lực này để tăng cái, cái, áp lực nước cho mình cái này là bằng kim loại nhé bằng nhôm đốc cho em rất là ngon này với giá gì có cái dòng sản phẩm này 60.000 một cái nhá sáu 60.000 một cái một cái vòi cực kỳ là đẹp luôn là kỳ là ngon nhé đây tăng chạm dạ, tùy theo mình 60.000 rồi tiếp đến là cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nữa là em có về một cái lô đấy là một lô kìm bấm kìm mọc quà này với kìm mọc quà 12 in nhé cái đồ mở của nó thì đây cái mở nó thì nó to ấy đây nó to tối đa của nó là như vậy đây. To thì nói chung là tầm nó rơi vào còn 8 9 phân đấy. đấy. mà nó mở ra được 8 9 phân đấy là cực kỳ là ok nha. Đi làm nước, điền nước thì hoặc có giữ cái gì đấy thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Hàng này là hàng cao cấp cho em này. Đấy, hàng cao cấp nhá. Với giá 140. Đấy hàng 140 cho em nhá. Rồi, tiếp đến là một cái số cà lê này. Này, cà lê này là đây là gọi cà lê vòng nhá, cà lê vòng hai đầu. Một đầu là nó là 17, một đầu 19 này. <laughs> Về để thay nhớt này. <laughs> Tăng xích xe này. Đây ha mua hai cái này. 14 và 17 này, 14 17 cho em nhé Hàng chống rỉ rét bao ngon luôn. Đây với giá chỉ có 40 000 một cái nhá. 40 000 một cái cho em, quá ngon chưa? Rồi, tiếp đến cho toàn thể quý vị anh chị em bà con bạc mình nữa Đây là cái một cái cà cái, cái cái, cái, rìu này, em một cái rìu. Một cái màu rìu uh, rêu chặt xương chặt thịt nói chung em thích chặt gì thì chặt nha với giá chỉ có 320.000 thôi 320.000 một cái cho em nhá rồi à mò hàng kỳ 100 quạt cho em này mò hàng kỳ 100 quạt với giá chỉ 60.000 kéo cắt tôn này 140 kéo cắt tôn đấy nhìn cái kéo cái chất sắc của nó là nhìn nó biết là hàng này là hàng hàng bảo đảm chất lượng cho quý vị mình xài rồi nhá kéo cắt tôn ngon đây với giá chỉ có là 140 nha còn đây là một cái cà lê răng cà lê ngang đấy mở lịch ngang nha em nhé mình <laughs> mở được rất nhiều thứ này cà lê ngang này mở được rất nhiều thứ nha với giá siêu cực rẻ luôn Đấy, bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 320 000 nhá. 320 000 một cái như này rồi cái búa luôn này Đấy, một cái dòng búa luôn nhà nhật à, búa luôn đây búa luôn cơ mị Đấy, búa luôn cơ mị 60 000 một cái nhá búa luôn cười mị Đấy, bé bé xinh xinh 60 000 còn đây là cái búa này là búa cờ mị cho em này Búa cờ mị cho em nhé Chỉ có búa cờ mị đóng đinh này ấy. Có giá là có 60.000 thôi Còn em ăn tôn này là 70.000 cho em Búa ăn tôn thì 70.000 nhá Rồi lên nốt cho các quý một cái số mẫu để làm vườn này nhá Cái số mẫu này làm vườn đây là cái bồ này là bồ bộ sẹn bộ combo nho nhỏ xinh xinh Để làm những cái, cái 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 chầu hoa bé bé ấy cho làm đỡ dơ tay nhá gì là hay này nha với giá 20.000 còn anh nào mua một, nguyên một cái bộ to như này đây bộ này là bộ lớn hơn Đấy, nó giống như nhau nhưng mà nó lớn hơn với giá 65.000 nhá 65.000 cho em ok chưa yeah. còn quốc nàosẹ uh, thì đây có sàn lớn thì 40.000 mà sànà uh, bé là 40.000sàn 40 uh, lớn thì nó là 60.000 ok chưa yeah. rồi tiếp theo đấy là cái dòng sản phẩm mà uh, tiếp theo là cái dòng sản phẩm này quý vị ơi đây là cái dây móc rạc cho em nhé dây móc rạc dây móc rạc thì 20.000 nghìn một sợi cho em này dây móc rạc thì có 20.000 nghìn một sợi nhá và đây là một cái kéo tìa hàng rào đây, cái kéo tìa hàng rào này thì nó cực kỳ là ok kéo tìa hàng rào này là hàng cao cấp rồi cực kỳ là xin xò nhá với giá chỉ có là 110.000 nghìn cho em 110.000 nghìn một cái kéo tìa hàng rào nhá có thể tăng giảm này hàng này có thể tăng giảm cho em này ok chưa tăng giảm cực kỳ là ngon đấy bao chất lượng cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình xài nhá bao chất lượng luôn rồi tiếp đến cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nữa là cái cưa cưa này là cưa cưa này là cưa 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 kiếm cầm tay nhá cưa kiếm cầm tay kabushi hai mặt cho em với giá chỉ có cái màu này bên em là bán giá siêu rẻ rồi cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá 100.000 một cái thôi Đấy, còn xe thì đây có một cái màu xe mà nói chung là các quý nào mà quý anh nào mà có xe cái hộp xe mà dệt to hoặc là xe ô tô thì mua cái này nhiều lắm ngay cái này để đừng lông xe hay lắm cực kỳ là hay luôn nha có dao này có cưa này có xe này có cuốc này muốn cuốc là mình chuyển qua chế độ cuốc cho em nhá và có nối dài luôn có dao đầy đủ như này Đấy, với giá chỉ có là 350 nghìn nhé 350 nghìn cho em rồi cái một cái liềm máy liềm để cắt cỏ cho em nhé liềm cắt cỏ Đấy yeah, Liềm cắt cỏ với giá chỉ có 45.000 cái này. Và đây là cái sản phẩm bao bao tất cả cho quý vị bà con mình cắt cần này. Kéo cắt cần hàng nhật xin cao cấp luôn. Loài này là loài đỉnh cao nhất của cái kéo cắt cần của bên em nhá. Với một cái bảng cực kỳ lại sắc trắng này, một cái khuy inox này, dài dày cực kỳ luôn, vít này còn vít inox luôn nhá. Với giá chỉ có là 100.000 một cái thôi. 100.000 một cái cho em này. Đấy anh nào chơi cái cảnh thì mua về mà, mà, mà xài nhá cho nó sướng cuộc đời và đây là cái dây này một cái dây rửa xe dây rửa xe này là dây rửa xe dành cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá dây rửa xe giá bao rẻ luôn đấy 199.000 199.000 nhưng mà nó là 20 m dây áp lực cao cực kỳ là ok đấy quý anh chị em bà con của bạc mình thích thì nhất cho em ok chưa rồi, tiếp đến là cái bình này là bình bơm nhật này, hai bình bơm nhật cho em. 40.000 một bình nhá, 40.000 một bình cho em. Rồi, thước mét thì em có hai loại thước mét này, thước mét hai mặt này, thước mét hai mặt nha hàng cao cấp chưa? Hàng nhật xịn sò luôn. Với giá chỉ có 90 à 55 000 đấy 55 000 Còn em này là thước này là thước 20 m nhưng mà thước này là mặt của nó là mặt mặt in đúc nhá. À, đây là sắc này là sắt trắng này. Đấy, sắt trắng ra này với giá chỉ có 20.000 đồng thôi. 20.000 đồng nhá một cái đầu chuyển để chuyển qua để máy từ máy quang đến mài kẹp để mài nhá để cắt Đấy, với giá chỉ có 50.000 nghìn thôi năm mươi nghìn một đồng năm mươi nghìn năm mươi nghìn nhá rồi đến một cái lô nữa đấy là cái lô lô này này à, lô này thì quý vị xài rất chi là hay này này cái lô em về cái lô này này à, cái lô này là gồm có hai loại nhá đây là cái loại này là bảng nhỏ cho em này bảng năm phân này đây bảng 5 phân này, bạn này 10 phân nha. Đây hai cái bảng to. Bảng này 10 phân em này. bạn này 5 phân này. Đấy, 10 phân là 50.000. 10 phân là 50.000 mà 5 phân nó chỉ có 20.000 thôi. Đây 20.000 nhá. Anh nào mốc thì chơi cho em này. Đấy, em thanh lý giá chập sàng luôn. Quý anh chị em bà con có bạc nào thích cái gì thì alo về đó cho em này. Và đây một cái bèo búa đa năng để chơi này, 110.000 em nhá. Bùa đa năng 110.000. Đấy, áo mưa này áo mưa Honda chỉ có 20.000 một cái này áo mưa hàng Honda 20.000 đồng một cái nhá còn áo mưa bồ thì đây áo mưa bồ này thì 100.000 nha 100.000 một bồ cho em nhá rồi điệp đến cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình nữa đây là cái dòng sản phẩm một cái con máy mài này một con máy mài đấy, kèm theo một cái lại một cái lam xích để gắn đây là một cái máy mài mình có thể tháo được riêng biệt nhá máy mài riêng và cái đầu truyền này riêng này khi mình không cần cắt thì mình tháo ra mình mài này mình mình làm gì đấy còn khi mình cắt cây thì mình ráp cái bồ này vào đây một bồ như này thì em đang thanh lý với giá 420.000 thôi 420.000 cho toàn thể quý anh chị em bà con là mình sử dụng nhá rất chi là ngon rồi tiếp theo cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình nữa là một cái độc một cái độc để mình độc có bọc nhá hàng Campuchia ngon lắm cái độc này ngon cực kỳ là ngon luôn nhé với giá 80.000 một cái độc này 80.000 một cái độc cho em ok chưa rồi đây nữa đây là nữa là thêm một cái màu sản phẩm nữa mà mấy ngày hôm nay đây, em đang thanh lý này thanh lý này một cái quạt cổ này 90.000 thôi quạt cổ 90.000 cho em này quạt cổ nhá 90.000 rất kia là ngon rồi thanh lý nốt cái bồ uh, rửa xe bằng pin hai pin Bộ rửa xe hai pin nhá rất kỳ là ngon này Đấy, đầy đủ phụ kiện như này với giá chỉ có 450 000 450 000 cho em nhá và đây đây là cái bộ cái bộ cuồng dây điện Đấy, dây này là cái bừ nhá dây mềm dây đồng cho em nhá Đấy, dây bừ cực kỳ là ngon luôn dây 2.5 cho em dài 30 mét hai ổ cắm ổ cắm thì đúc như này rồi ổ cắm thì đúc như này rồi và khuất cắm không vậy với giá chỉ có 300.000 thôi 300.000 cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá và đây đây là cái cái lô mà nói chung là bác nào cũng lấy là lần hai ba cái trở lên với một hai cái mẫu cb cb là cb quá dòng nhá cb quá dòng với dòng tải là 20 a với dòng tải 20 a quá ngon luôn hàng là hàng nhật cho em này hàng là hàng nhật cho em cao cấp nhá nhật chính tông luôn đấy những cái sản phẩm này thì em nói thật với các quý vị nó gì đập phá những cái khu chung cư ấy mới có được những cái sản phẩm như này cho nên cực kỳ là ngon còn sống hết một trăm luôn đấy quý vị anh chị em bà con hoặc mình có nhu cầu mua về mà xài với giá gì có là 20.000 đấy những cái cái này mà lắp đình nước nóng lạnh ở nhà vệ sinh này hay là điền phòng trong một căn phòng nhỏ ấy, là xài nhức nách luôn quý vị ơi cực kỳ là ngon đấy đấy là cái dòng sản phẩm này còn đây là anh nào đây là cái dòng chống rò cb chống rò hàng nhật nhật có nha Hàn quốc có à, em nói trước nha trên like luôn nhật có Hàn quốc có quý vị nha đây đây là cái mẫu cb chống rò cho em cực kỳ là cao cấp luôn cực kỳ là ngon đấy tay mát chưa mở luôn cực kỳ là xịn nhá, này cực kỳ là ngon với giá cái sản phẩm này thì bên em đang có giá cực kỳ là rẻ luôn 50.000 một cái cho em đấy với cái mức dòng 22 nhá CB chống rò cực kỳ là xịn sò luôn 50.000 một cái cho em Hàn Quốc có này Nhật có này đấy chỉ có hai màu đấy thôi đấy đây là cái thằng này LG LG là của Hàn Quốc này và có một số cái của Nhật này đấy. Đấy, rất là ngon luôn Đấy, anh chị em là ok thì mốc cho em nhé đây những cái này là hàng của nhật này còn cái giao di này của hàn quốc em rồi quay trở lại cho toàn thể quý vị bà con hoặc mình à, em lên nốt cái màu sản phẩm đây là cái màu sản phẩm sạc bình ác quy 12V đây là cái màu sạc bình ác quy 12V với giá 95.000 đấy 95.000 cho em nhé và đây đây là một cái một cái phụ kiện uh, chi tiết làm bếp cho em này đấy, em lên cái màu uh, những cái chi tiết làm bếp này đây một cái cái liệt dao nhé một cái cái liệt dao em nói thật que các quý vị đó nhập hàng về là em bóc ra một cái em vào em tẹt luôn đấy, một con dao nhà em chơi hai phát đấy, một cái qua một cái lại là cắt cực kỳ bẹn luôn cắt giấy cực kỳ là vào luôn cắt giấy cắt tông ấy cực kỳ là ngon nhé đấy, với một cái dòng sản phẩm liệt dao mài dao như này 120.000 hàng nhật xin cho em ok chưa rồi tiếp đến là cái màu sản phẩm kéo này đấy. cái màu kéo này là kéo để cắt rau hành nhá kéo để cắt giấy cắt vải để bình thường 50.000 còn một cái kéo này kéo đa năng đây người ta gọi là kéo đa năng cực kỳ là ngon đánh được vài cá này mắc móc được hộp gì nhỉ đấy là móc được cái hộp thịt hộp ấy cực kỳ là ngon này kẹp là càng cua này đấy, một cái cán cực kỳ là nói chung là vàng vợ dài dặn nhá 80.000 một cái với em 80.000 một cái nhá rồi tiếp đến cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nữa đây là một con dao đây là một cái con dao để là dao này là dao thái thịt cho em dao thái thịt nha cắt rau thái thịt 60.000 còn một con dao chặt thịt gì đây anh nào chặt thịt thì chơi một con dao chặt thịt này hàng phải nói là thế nhá, hàng Japan luôn khắc được vào đấy luôn rất chi là xịn sò với giá chỉ có 200.000 thôi đây một con dao chặt 200.000 nhá rồi tiếp đến là cái bộ dao cái bộ dao cái này còn một cái kéo này quý vị nói, một cái kéo nữa nó mắc ở đây một cái kéo nữa vậy ba cái dao ba cái dao như này Đấy. mua một cái bộ này vừa rồi về mua một cái liếc dao nữa thì về xài nhất tắt luôn Đấy, với giá cái bộ này thì 160.000 sáu mươi nghìn nhá một trăm nghìn cái bộ này Đấy, rất chi là ngon Đấy, quý anh chị em bà con của mình thích thì nhất cho em à, xăm thịt này Đấy, xăm thịt mua về rồi thì mua thịt về mà xăm cho mềm nhá xăm mềm cắt ra nướng mang cho nó sướng cuộc đời đây, với giá chỉ có 25.000 một cái nha Xăm thịt 25.000 một cái Đánh trứng làm bánh này Đánh trứng đánh cà phê bằng pin này nha. Đánh trứng đánh cà phê bằng pin Với giá chỉ có 100.000 một cái nha Đây Tiếp đến là bộ thia này Thia này thia của Nhật nha Thia Nhật Inox Trời ơi trắng bóng luôn sao gương được cho em nhé sao gương được cái gì cũng nhìn thấy luôn Đấy ok nha Với giá là 55.000 Còn cái bộ màu vàng này Thì nó có giá rẻ hơn Chỉ có 25.000 thôi rồi tiếp đến là cái màu sản phẩm à, tiếp theo này nhá Đây là cái em à, bộ thìa này thìa của đất ngay một cộng 55 nghìn cho em ok chưa rồi quay trở lại cho toàn thể quý vị bà con hoặc mình đây là cái bộ ống nhòm ống nhòm hai ống cho em nhé đây là cái màu ống nhòm hai ống này cực kỳ là ngon ống nhòm hai ống này thì thanh lý với giá chỉ có là 300.000 thôi còn anh nào một ống thì nó 120 một ống là 120 nhá cạo ba càng đây, cái cạo ba càng hàng nhật xin Osaka à, Japan với giá là 170.000 cho em nhé rồi một cái bồ để cái bồ này là bồ gì mình để tưới cây này bồ để tưới cây nhá này cái cho nước vào tưới cây 50.000 một bồ cho em 50.000 một bồ cho em nhé rất chi là ok này rồi tiếp đến là một cái bồ dao hay bồ dao này em đang thanh lý này bồ dao gồm có ba cái dao nhưng mà chỉ có 70.000 thôi nhá đấy cực kỳ ba lắc dao dao càng ngủ nhá dao càng ngủ này một cái bồ combo như này chỉ có 70 000 nha em. Đấy, rất chi là ngon. Rồi, tiếp, tiếp đến em lên cái mẫu đèn pin. Này đèn pin cho toàn thể quý vị anh chị em, em các bác này nha. Đèn pin thấy chưa? Rải rác rất chi là nhiều, rất chi là nhiều cái mẫu. Em lên cái mẫu đèn cho toàn thể quý vị bà con bạc mình này. Đây. Đây là một cái đèn Mẫu đèn đèn là đèn, đèn ốp tường nha đèn ốp tường nha em đèn ốp tường 90.000 bóng led thì bao vây luôn đèn này nó xài bằng năng lượng mặt trời nha năng lượng mặt trời khi nào mà có người đi qua là nó thấy sáng này nha có cực kỳ là ngon luôn đèn năng lượng mặt trời cho em với giá chỉ có là cái màu sắc phẩm này đấy như này là nó tối là nó sáng liền nó tối là nó từ từ sáng nha rồi còn lúc nào mà nó mình tắt có chế độ tắt luôn có rửa mọc tắt nha cực kỳ là ngon với giá chỉ có là 90.000 còn anh nào muốn xài hàng đèn đôi đầu ngay mà hàng led sáng sáng cực kỳ là sáng luôn này một cái dạy này thì nó cực kỳ bao sáng rồi nhá nha đồ sáng của nó đủ rồi cái này nó sáng đấy, bình thường nó là sáng như vậy rồi đấy nó sáng em đang quay nó sáng như này nhưng mà bực lên thì nó sáng được bao nhiêu gấp lần bao nhiêu lần này nhá cực kỳ ok luôn với giá 130.000 này nhá 130.000 một cái cái đèn đổi đầu này còn anh nào muốn xài như đây là đèn có cánh này có 70.000 thôi đèn đổi đèn là đèn, 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 năng lượng có mắc nhé đấy, mắc ngon lành cần đào như này với giá gì có cái màu sản phẩm này 70.000 cho em đấy 70.000 cực kỳ là ngon luôn còn anh nào muốn tất điền này có tất điền này 100.000 một cái này tất điền này 100.000 một cái nhá bóng tròn cho em công suất lớn hơn đèn cảnh thì 100 này đèn hai cạnh 100 nhá đèn hai cạnh này 100 này và đèn hình chữ nhật là 150 000 này nha. Còn đây là cái mẫu đèn à, 150 000 với một cái đèn năng lượng mặt trời nha, gồm có 6 bóng led. Đây là 6 ô bóng led, chứ còn bóng led thì nhiều ở trong ấy. Đấy với 150 000 thôi. Còn anh nào muốn xài hàng mà xài cái dòng mà năng lượng mặt trời mà 500 w như này với một cái bảng à, tích, tích, điện lớn như này thì có giá là 1 500 000 nha. 500 000 cho em. Ok chưa? Yeah. Còn đây là cái màu đèn quạt này, Đấy, đèn quạt. Màu đèn đèn người ta gọi là đèn bảo. Đèn bảo có cả chế độ quạt này, có cả chế độ đèn này nhá, rất là ngon luôn. Với giá siêu cực rẻ luôn, 100 000 một cái cho em. Đấy 100 000 một cái nhá. Còn anh nào muốn chơi đèn pin thì đây. Cái màu đèn pin này thì nó không thể nào là nhờ được. Đấy, nó là nhất mắt luôn cho em này. Sáng cái đồ sáng của nó là cưng mình nói đồ sáng của nó là bao bao ngon luôn, hay đồ sáng cực kỳ là ok nhá. Với giá cực kỳ là siêu ngon và siêu rẻ cho toàn thể quý vị mình. 350 000 nhá, 350 000 cho em. Đấy, một cái màu sản phẩm quá chất lượng như này nhá. Rồi, tiếp đến là cái một cái tô vít đóng này, tô vít đóng hàng của đất cho em. Đấy. Cái màu tô vịt đóng hàng của đất này thì nhất nhất, nhất luôn. Đấy. Vừa đóng khẩu vừa đóng vít, ngon lành cành đào với giá siêu rẻ toàn thể quý vị bà con của mình thích tiền nhất nhá đây với giá chỉ có trong chín cho em thôi trong9 nha cầu râu thì đây có cái màu cầu râu này đây cầu râu thì đây cho toàn thể quý vị bà con của mình cầu râu bằng cơ nha 36 lưỡi như này chỉ có giá là 55.000 còn cầu râu mà nó xinh xinh như này đấy, nó xinh xinh như này ấy, thì nó là chỉ 80.000 nha còn hai chức năng là 101 cho em cầu râu hai chức năng 101 nha rồi em qua những cái màu cà lê này, này khẩu này đây là một cái bộ cờ lê mày nói là bao rẻ thị trường luôn đấy bao rẻ thị trường nha đây cái bộ cờ lê này thì gồm có 2 bốn sáu tạ hai bốn cây nhá gồm có 7 cây cờ lê ấy thì em đang thanh lý với giá chỉ có là 80.000 đấy 80.000 thôi quá rẻ chưa còn anh nào muốn cái bộ cờ lê mà 14 cây nhiều như này mà hàng này là USA. hàng hàng Jetty cao cấp trên với giá kỳ có 230 000 thôi. 230 000 cho em. Rồi, quay trở lại với dòng sản phẩm à, bộ đầu khẩu 1/4. 1/4 này thì em đang phân lý với giá 130. Còn cái bộ này là 240 này. Em 1/2 nhé, cờ mì cho em. Có có cân nối luôn, cực kỳ là ngon nha Đấy. Còn đây là một cái thước kẹp cơ, này thước kẹp cơ này thì mua cả cây, mua một lần xài cả đời cho em nhá. Đấy, với giá chỉ có là 120 000 thôi bơm này, em kìa qua dòng bơm này bơm thì có em có ba mẫu bơm này ba cái mẫu bơm này cho toàn thể quý anh chị em ba con bạc mình nhá này đây bơm này là bơm một ống này 100 trăm một cái này còn đây là trăm ba hai ống nha hai trăm ba hai ống cho em này còn cái màu này nó là bơm nằm hai ống hai bê tông cho em nhé bơm ô tô bảy chỗ ok luôn với giá là 250.000 cho em nhé 250.000 còn đây là cái đầu chuyện để cưa lòng này mình lắp vào máy khoang để mình cưa ấy là cực kỳ là ngon nha 110.000 còn đây là ổ cắm hàng Thái Lan ổ cắm hàng Thái Lan có 3 cổng USB 55.000 đèn pin mini đấy. quên nói qua cái ăn này đây là cái mẫu đèn pin mini cực kỳ là ngon luôn đẹp với nói là đấy 60.000 một cái nhá 60.000 một cây còn đây là em hộp quẹt bằng điện hộp quẹt bằng điện này thì nó là 70 à, 100 150.000 nhé, hộp quẹt bằng điện nó 150.000 cho em. Quá ngon nha. Rồi, quay trở lại cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình đấy hai cái màu sản phẩm đây là hai cái đế mài đa năng đây là cái mẫu đế này để lắp máy mài đấy, đây là hai lắp cái máy mài cho em nhé để lắp cái máy mài vào đây hai cái máy mài máy mài thì mình lắp vào hai cái cái, cái này này đây là cái lắp máy mài còn đây là đế này là đế của uh, máy khoang máy khoang bàn ấy để làm ra cái khoang bằng máy khoang cho vào đây nhá cực kỳ là ok cái thì hai cái sản phẩm này em cũng đang sale nốt luôn với giá chỉ có 280 000 22 280 000 cho em nha Ok cho quý vị một cái bộ tìa lông mũi đấy, cực kỳ là hay này đấy, nhỏ gòn là xinh xinh này nha bộ tìa lông mũi với bỏ giá 40.000 thôi sau vào là tìa tìa các tìa cho em nhé 40.000 cho em này Ok chưa rồi bộ làm neo móng tay 70.000 này còn đây là một cái em đèn năng lượng này đèn năng lượng này nhà xài rất chi hay nhé đấy không cần phải nạp pin nạp đồ gì hết ban ngày thì mình nạp điện rồi nha nó nạp bằng pin nhé bằng năng lượng mặt trời với giá chỉ có là 120 thôi 120 em thanh lý 120 nha rồi tiếp đến là cái một cái dòng sản phẩm máy khoan khoan này là khoan 13 ly với cái những cái phụ kiện theo kèm như này gồm có mỏ lết này gồm có kìm này và gồm có búa này và có cả những cái chi tiết như này theo kèm giá rất chi là hấp dẫn nha đã cực kỳ hấp dẫn cho toàn thể quý bà con của mình 450 nghìn Đấy, 450 nghìn thôi còn anh nào muốn xài hàng pin thì đây những cái mẫu pin thì em có nhé đây là con bu lông pin thanh lý này hàng Hitachi cực kỳ là ngon luôn thanh lý với giá chỉ có là mà bộ 620 nghìn nhé 620 nghìn em rất chi là ok còn anh nào mà muốn xài khoang máy khoang thì đây đó là dòng bu lông còn đây là máy khoang này máy khoan thì cái màu này nó rẻ cực kỳ là rẻ này máy khoan thì đây đây hai pin một sạc một thân máy nha đây. nó đi đâu rồi có pin rồi không biết nữa đây hai pin một sạc một thân máy cho em này em 13 ly thì nó là 980 nghìn nha 980 nghìn cho em ok chưa rồi thanh lý nốt cho một cái lô máy mài nữa là máy mài hàng hàng này là hàng này Tanaka nhá Tanaka Tanaka này là hàng này hàng của liên doanh Nhật cho này liên doanh Nhật cho em này với giá cực kỳ là rẻ luôn ấy với cái công suất của nó là 950w nha 950w cho em này cực kỳ là ngon luôn đây nha thanh lý nha màu đỏ công tắc bọc cho em này công tắc bọc luôn đấy, có đầy đủ tay cầm khóa mở theo kèm đầy đủ như này với giá chỉ có là 290.000 nha em đấy, 290.000 cực kỳ là ok chưa rồi tiếp đến là cái con 10 ly của đi quạt này mười ly của đê quạt này thì nó là 42 thôi 10 ly đê quạt trong pin là hai một cái ke góc này ke góc để hàng nhá ke góc hàng thì giá siêu rẻ rồi 35 nghìn một cái cho em này bếp nướng này bếp nướng bằng điền cho em nhé 200 nghìn thôi đây 200 nghìn cho quá rẻ quá yêu thương đây quý anh chị em bà con của bác mình vào xem cân có nhu cầu đến dòng sản phẩm nào thì alo cho em nhá còn rất nhiều đấy quay lường qua một vòng như này lường lời như này anh chị em nào mà liếc mắt nhìn mà ưng ý cái gì thì alo vào số hotline em ghi lên màn hình nhá còn bây giờ thân ái chào tạm biệt